Sau khi mà lên thái kim thì nó sẽ chia các kỹ năng của tướng ra. Cái này chắc mọi người cũng biết rồi vì đây không phải là đợt đầu tiên update thái kim đúng không nào? Lên này. Wow. Bùng lổ luôn. Cháy thật sự. Ui, nhìn tạo hình kìa. Đẹp hết sức. Wow. Cháy quá. Ui. Đây là phần thiên phú. Cái này thì chắc nhiều ông chưa nâng cấp thì các bạn có thể là sẽ không biết. Cái thiên phú này thì nó sẽ chia đường ra. Em có thể đi theo bất kỳ một cái đường nào đó nhất định mà các bạn mong muốn. Đó. Hồi năng lượng thái kim mà đây là các cái danh kỹ năng này. Đó, em thấy không? Sau khi các bạn nâng lên bậc cuối, chúng ta sẽ mở được cái kỹ năng của các thái kim ra. Ví dụ như kỹ năng của thái kim. Con này còn tư mã ý đúng không? Tư mã ý khi mà lên thái kim. Đó, với cái bậc cuối cùng của nó. Khi nhận ở 100 điểm năng lượng thái kim, mỗi lần đánh thường sẽ nhận thêm 15 điểm nộ. Đồng thời đánh thường sẽ gây cho tướng hàng ngang sát thương bằng 10% HP tối đa. Đấy, tôi rất thích những con tướng mà gây sát thương theo HP tối đa. Nó sẽ bóc tách được rất là nhiều thứ ở trong thời điểm hiện tại bây giờ. Nói chung là gây sát thương theo HP tối đa là ngon rồi. Hấp thụ 50% sát thương mỗi lần hồi. Hấp thụ 50% sát thương lần này hồi HP cho bản thân. Khi mà nộ công ấy gây cho tướng bị kinh hồn. Ôi, kỹ năng không, một trong những cái nội tại khống chế của tướng ý, các kỹ năng ở các cái bậc trước đó. Gây cho tướng bị kinh hồn sát thương bằng 15% HP tối đa, hấp thụ 50% HP hồi hấp thụ 50% hồi HP cho bản thân. Khi ở trạng thái 100 năng lượng thái kim tấn công lần 2 thì gây cho toàn bộ phe địch. Cái này bị chém rồi, cay thế nhỉ. Ủa, nhìn quá tạo hình của nó. Nhìn quá tạo hình của nó chất quá. Xem tạo bình thường xem nào. Ủa. Ngầu đẹp luôn.